Điện tử Giao Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đi giao cân điện tử inox cân gạp vịt chốt số cho trại vịt của anh Tiến ở Sóc Lu, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai anh chị ha. Giống như mình đặt cái khay, cái mâm gì đó, hay là vô tình trong lúc mình cân mà từ vị trí này mình kéo cái cân qua vị trí khác á, cái số nó bắt đầu nó không phải là 0.0 thì mình bấm tare hoặc là zero cả. Cả hai cân điện tử mà anh chị đang xem đều là cân điện tử inox chốt số để cân gạp vịt heo anh chị ha. Tuy nhiên nếu mà anh chị quan tâm đến cái dòng cân điện tử inox chốt số và còn chống nước nữa để sử dụng an toàn trong môi trường trong mùa mưa thì chúng ta sẽ quan tâm đến dòng cân điện tử inox GPKI520 này, màn hình LED đỏ nữa anh chị ha. Và anh chị cũng có thể dùng những cái bao cám để chúng ta kiểm tra lại cái độ chính xác của đường cân trước khi chúng ta thanh toán tiền, hoặc là trước khi chúng ta xuất gà xuất vịt thì chúng ta có thể kiểm tra một lần nữa như thế này để mình yên tâm hơn mình xuất gà xuất vịt ra. Cân điện tử Giao Phát cảm ơn anh Tiến ở Sóc Lu, Định Quán, Thống Nhất, Đồng Nai đã tin tưởng và chọn mua cân điện tử inox chốt số để cân gạp vịt từ cân điện tử Giao Phát. Và anh chị xem xong video này mà cảm thấy video này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua cái cân điện tử giống tương tự như vậy, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì cân điện tử Giao Phát sẽ báo giá và miễn phí giao hàng nhanh nhất đến anh chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video mình hữu ích nè, nó mang đến cho mình nhiều cái thông điệp về dòng cân điện tử inox chốt số để cân gạp vịt, thì anh chị có thể bấm vào phím like hoặc là phím subscribe bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video mới nhất từ kênh tự Giao Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử . Một lần nữa kênh tự Giao Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt . Xin cảm ơn .